Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về cái sơ đồ mạch kịch lưu. Nó chuyển đổi từ điện áp DC sang điện áp AC. Trong mạch đó, nó sẽ dùng hai con transistor công suất H1061. Đây là loại transistor ngược NPN. Cái mạch này mình lấy ra từ những cái đèn mà dự phòng khi cúp điện á. Nói dụ sử dụng một cái đèn thanh loại công suất nhỏ thôi. Những cái đèn này á, nó có bán sẵn thị trường nha. Đấy, sử dụng bình ắc quy 12V. Các bạn có thể dùng ắc quy xe máy. Rồi mình sẽ nhìn sơ qua các linh kiện có trong mạch. Đây là hai con transistor công suất ha. Cái mã số trên đó là ghi là H1061 hai bên. Ở đây mình có một con tụ không phân cực. Ba con điện trở. Đây là một cái lõi ferrite hình trụ. Ở đây nó sẽ quấn là 3 cuộn dây. Trong đó có 2 cuộn dây nối chung với nhau. Một đầu á. Linh kiện chính trong mạch nè. Đối với những con transistor công suất H1061 á là loại nghịch NPN thì các chân của nó là chân B, chân C, chân E. Thì cách kiểm tra cũng giống như transistor thông thường thôi. Các bạn kiểm tra các chân như BE, CE, đo thuận nghịch lại coi nó có đúng cái chỉ số điện trở không nha. Tại vì một chiều lên một chiều không lên thì cách kiểm tra cũng giống như con BGT thông thường á, transistor thông thường ha. Còn ở đây mình có vẽ ra một cái sơ đồ của cuộn dây ha. Là nó gồm là 3 cuộn dây quấn xung quanh một lõi ferrite dạng thanh trụ. Trong đó có hai cuộn dây á sẽ nối chung một điểm. Và cái điện áp ngõ ra, AC ngõ ra nó sẽ lấy từ hai đầu dây này. Và hình dáng các bạn nhìn thấy những cái thanh này á, nó giống như cái phần cao tầng, phần LC dao động trong cái mấy những cái máy radio thời xưa, nó sẽ có những cái lõi như thế này. Và nó có nhiều cuộn dây nó quấn để tạo ra cái tần số cộng hưởng LC ha. Thì cái sơ đồ khối của nó, cái mạch nghịch lưu chuyển đổi từ DC một chiều sang AC xoay chiều, nó gồm có gì? Đó là cái nguồn ắc quy ngõ vào ha. Đây là bình ắc quy khô. Các bạn dùng ắc quy khô, ắc quy nước cũng được nha. Thì sau đó nó sẽ đưa qua một cái khối khuếch đại. Khuếch đại ở đây mình dùng cái con transistor công suất H1061. Nó chuyển đổi thành cái nguồn AC. Mà ở đây á, trước nhất á, nó sẽ có một cái khối dao động, nó đưa qua khối khuếch đại. Thì đây là cái sơ đồ khối chung chung thôi. Còn mình sẽ đi chi tiết vào cái sơ đồ mạch. Mình sẽ dò mạch và vẽ mạch này. Đây là hai chân to công suất NPN. Cái chân của nó là chân B nè, chân C nè, chân E nè. Như vậy á, hai con chân to này á, cái chân E của nó nối chung với nhau. Các bạn giao đường mạch E đây, nó đi qua đây. E chung. Chân B của nó là chân đầu tiên số 1 á, nó cũng nối chung với nhau luôn. Còn chân C của nó nè, cái đường mạch ở đây, nó đi qua một cái con điện trở.
đỏ đỏ đen có nghĩa là 220 ohm ha. Thì từ đây mình có vẽ sơ đồ mạch trước. Đây mình có hai con chén to. Nối chung cực B, nối chung cực E. Và chân C của nó sẽ nối với nhau qua một cái con điện trở. Đó, mình dựa vào cái sơ đồ mạch mình vẽ thôi. E chung, B chung. C nối với nhau qua con điện trở. Rồi, tiếp theo á, cái con chén to này muốn hoạt động á, này nó phải có phân cực. Thì đây mình sẽ đi dò cái phân cực của nó. Cái điểm này là điểm dương, có nghĩa là dương của cái bình ắc quy. Mình dò trên đây nè, sẽ có hai con điện trở nè. Điện trở thứ nhất, đây hai chân của nó. Điện trở thứ hai, cái điểm này là điểm mát của bình ắc quy. Vậy từ đây á, các bạn nhìn thấy không, hai con điện trở này nó mắc như vậy, chính là tạo thành cái mạch cầu phân áp để cấp nguồn cho cái chân B có hai chân to phân cực. Mình sẽ tiếp tục vẽ bên ngoài. Đó, cái điểm này điểm giữa ha, nó sẽ cấp nguồn cho con hai chân to qua cực B. Ở đây mình thấy nữa là có một cái tụ không phân cực, nó mắc song song. Đây là cái con chở thứ hai, chân âm nè. Nó mắc song song với cái con điện trở nối mát. Cái điện áp lấy ra từ cái cầu phân áp á, nó sẽ đi vào một cái cuộn dây. Thì các bạn có thể dùng cái đồng hồ mình dò ha. Đây nè, cái chân của cái cầu phân áp, chân giữa là điểm này. Thì mình có thể dò ở đây á, nó sẽ là một cái cuộn dây đầu tiên, nó sẽ nối vào cực B của chén to. Đó, nó đưa vào cực B luôn. Là cái điểm này không có phải cuộn dây của nó à. Đây, như vậy một đầu nó có cuộn dây và nó đưa vào chân B. Hai chân to này B chung ha. Đó, nó mắc vào đây. Tiếp theo mình sẽ đi dò cái chân C của chén to công suất này.
như lúc nãy mình đã vẽ rồi. Đây là chân C nè. Chân C là chân giữa. Thì nó nối chung với nhau qua một cái con điện trở 220 ohm. Rồi. Cái chân C này á, các bạn nhìn thấy đường mạch không? Nó sẽ nối vào cái điểm chung của hai cuộn dây. Hai cuộn dây nè. Lúc đầu á mình có vẽ rồi. Đây là nó cái điểm chung của nó. Là nối vào chân C ha. Một đầu cuộn dây á nó sẽ thông qua đây. Chính là cái nguồn VCC của mình á, là cái nguồn dương ắc quy. Tại vì điểm chung á nó có hai đầu. Thì các bạn đo đầu nào nó cũng thông mạch á, như đầu này à. À, thông, đầu này cũng thông ha. Thì hai đầu cuộn dây. Đó, từ cái điểm này các bạn đo bên đây cũng được, mà đo bên đây cũng được, nó cũng thông mạch, nó cũng lên tổng trở. Nhưng mà tổng trở của nó là chắc chắn là khác nhau. Thì một chân á nó sẽ nối vào cái dương VCC. Đây là hai cuộn dây của nó, điểm chung của nó nối vào chân C của chanh to thứ nhất ha. Đây chanh to thứ hai. Và điện áp bế ra của mình á nó là hai cái chân này. Cái là hai cái đầu dây VAC nè. Đó, mình lấy ra cái điện áp AC từ cái đầu hai đầu dây này. Với điểm dương VCC và cái cuộn dây thứ hai. Đây. Ở đây nó cái lõi ferrite nó có từ thông ha. Nó có nghĩa là khi mà dòng điện á nó chạy qua một cuộn dây á thì sẽ có cái điện áp ở các đầu cuộn dây còn lại. Gọi là cái cuộn này cuộn sơ cấp ha, còn cuộn này cuộn thứ cấp và một cuộn phụ nữa. Nó có hình dáng giống như cái một cái biến áp. Thì nhìn vào mặt đó, các bạn nhìn thấy không? Cái chức năng của cái con chanh to T1 chức năng như cái một cái khóa điện tử ha, nó nối cái điểm C này xuống mát ha. Mà cái điểm C này á chính là cái điểm giữa hai cuộn dây. Do đó mình có thể vẽ thêm một xíu nữa. Mình giả sử đi, cái cuộn đầu tiên là cuộn sơ cấp. Còn cái cuộn thứ hai là cái cuộn thứ cấp ha. Đây là cái điểm giữa của nó. Điểm giữa của mình đó là sao nó nối mát. Có trong mạch sẽ có ba cuộn dây ha, điểm giữa. Khi mà có một T1 nó dẫn bão hòa thì cái điểm C này nó nối xuống mát. Thì dòng điện nó sẽ chạy luân phiên ha. Tiếp theo mình sẽ hàn vô mạch và mình test thử ha. Đây là hai đầu kẹp bình ắc quy hay đầu kẹp cá sấu á, mình nối vào hai sợi dây. Đây dây dương á là đầu kẹp màu đỏ ha. Dây của mình á như chân dương ở đây nè. Đây cái con điện trở nối vào chân dương ở đây. Cái này là cái cầu phân áp của nó thì mình nối vào chân dương của bình ắc quy.
Còn chân ông của nó là cái chân emitter của hai con transistor công suất T1 T2. Mình sẽ hàn vô luôn. Đây mình nhìn trên đường mạch nè. Hai chân này nối chung với nhau và nối mát ha. Thì mình sẽ hàn vô chân âm. Nối vào đây. Đó, như vậy đã xong. Thế thì điện áp đầu ra của mình lấy từ cái chân dương BCC nè và một cái đầu của một cuộn dây. Cái cuộn dây mà có điểm chung đây nè. Ở đây sẽ có hai cái đầu ra dây ha. Rồi, mình sẽ kẹp nguồn vô. Các bạn có thể dùng ắc quy khô, ắc quy nước á. Ở đây mình dùng ắc quy khô điện áp 12V DC. Mình lấy cái đồng hồ kim để kiểm tra cho dễ nha. Cái thang đo mình chỉnh vào cái điện áp khoảng 250V. Rồi các bạn chích cho đúng cái vị trí cần đo. Đó là hai đầu cuộn dây ha. Đây mình sẽ chích vô. Rồi, ở trên đây mình đo được cái giá trị là khoảng hơn 100 ohm. Khoảng 110V nha các bạn. Cái hàng ở dưới là 250V. Đó, chính giữa của nó là 125. Thì mình tính trung bình đó là khoảng 110V. Thì đây là một cái mạch chuyển đổi nghịch lưu từ DC sang AC. Điện áp ra của nó không có bằng 220V nữa, nhưng mà nó đủ cung cấp nguồn cho cái ballast chấn lưu điện tử, cung cấp cho cái đèn tiếp này. Đây là đoạn tiếp là có bắc ha. Ở trong nó sẽ tạo ra hiện tượng phóng điện, nó làm cho cái đèn này sáng. Và là video này mình đã đi tìm hiểu về cái sơ đồ mạch nghịch lưu, nó chuyển đổi từ dòng điện DC của bình ắc quy sang cái dòng AC hơn 100V ha. Nó sử dụng hai con chắn to công suất H1061. Và đây là cái sơ đồ mạch của nó. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.